Cô xin chào tất cả các con. Để bắt đầu vào bài học ngày hôm nay, cô mời chúng mình cùng đến với bài hát Trời nắng trời mưa nhé. Cho câu hỏi này, cô mời các con cùng lắng nghe cô kể câu chuyện Đám mây đen xấu xí nhé. Chuyện Đám mây đen xấu xí. Dải mây trắng yểu điệu lượn gần tới đám mây đen xấu xí. Nó đồng đành liếc mắt sang đám mây đen bĩu môi. Nhọ nhem thế mà cũng gọi là mây, thật xấu hổ. Rồi cùng với làn gió nhẹ, dải mây trắng thướt tha trong tà váy bồng xốp trắng tinh lướt qua mặt đám mây đen một cách kiêu ngạo. Mây trắng nhợt nhơ dạo chơi trên những mái nhà, những cánh đồng khô khát. Mây đen vẫn chỉ nằm im, nó cúi nhìn xuống cánh đồng hạn hán và nghĩ ngợi: mình sẽ làm gì để giúp đỡ các cô bác nông dân được nghỉ? Nó cố chịu đựng cái nóng bức dữ dội của ngày hè. Mỗi lúc đám mây đen thêm một sạm lại, nặng nề, có vẻ như càng xấu xí hơn. Rồi không biết vì thương các bác nông dân hay thương cánh đồng đang khát nước dưới kia, đám mây đen bỗng òa khóc. Những giọt nước mắt của nó trong trắng, tinh khiết và mát rượi thấm vào lòng đất mẹ thân yêu. Những cánh đồng reo vui, những cỏ cây hoa lá bừng tỉnh, ríu rang nói cười như trong ngày hội. Tất cả đều cảm ơn đám mây đen, cảm ơn cơn mưa tốt bụng. Lúc bấy giờ, dải mây trắng mải chơi và kiêu kỳ chợt thấy xấu hổ quá. Mình thật xấu tính và vô tích sự. Nó ân hận lắm. Nó chỉ muốn nói lời xin lỗi với đám mây đen, nhưng đã quá muộn rồi. Câu chuyện thật là hay đúng không nào? Và bây giờ cô con mình sẽ cùng đi tìm hiểu nội dung câu chuyện này nhé. Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì? À đúng rồi, đó là chuyện đám mây đen xấu xí. Vậy trong câu chuyện có những nhân vật nào? Cô biết nhiều bạn đã trả lời được rồi đấy. Đó chính là mây đen và mây trắng. Trong câu chuyện có hai bạn mây, đó là mây trắng và mây đen. Mây trắng thì yểu điệu, kiêu kỳ, ham chơi. Còn mây đen thì xấu xí, nhưng tốt bụng và thương người. Mây đen đã đem lại những giọt nước mưa tươi mát cho những cánh đồng, hoa lá sau những ngày nắng hạn của mùa hè. Trong câu chuyện, mây trắng có tính cách như thế nào? À đúng rồi, mây trắng yểu điệu, kiêu kỳ và ham chơi. Vậy khi mây trắng gặp mây đen thì mây trắng đã có thái độ gì? Mây trắng chế giễu mây đen. Dải mây trắng yểu điệu lượn gần tới đám mây đen xấu xí. Nó đồng đành liếc mắt sang đám mây đen bĩu môi. Nhọ nhem thế mà cũng gọi là mây, thật xấu hổ. Rồi cùng với làn gió nhẹ, dải mây trắng thướt tha trong tà váy bồng xốp trắng tinh lướt qua mặt đám mây đen một cách kiêu ngạo.
Vậy khi bị đám mây trắng chế giễu, mây đen đã có thái độ như thế nào? Mây đen đã im lặng và suy nghĩ đúng không nào? Mây đen vẫn chỉ lặng im và cúi nhìn xuống cánh đồng hạn hán và nghĩ ngợi. Mình sẽ làm gì để giúp đỡ các cô bác nông dân được nghỉ? Nó cố chịu đựng cái nóng bức dữ dội của ngày hè. Mỗi lúc đám mây đen thêm một sạm lại, nặng nề, có vẻ như càng xấu xí hơn. Theo con, vì sao mây đen lại òa khóc? À, cô thấy các bạn sẽ cũng có câu trả lời giống cô. Mây đen khóc vì thương các bác nông dân, đúng không nào? Vậy, khi mây đen khóc, thì điều gì đã xảy ra? Khi mây đen khóc, thì mưa rơi xuống mặt đất, đúng không? Rồi không biết vì thương các bác nông dân hay thương cánh đồng đang khát nước dưới kia, đám mây đen bỗng òa khóc. Những giọt nước mắt của nó trong trắng, tinh khiết và mát rượi thấm vào lòng đất mẹ thân yêu. Khi được mây đen đem mưa đến, cảnh vật và cây cối như thế nào? Cánh đồng reo vui, hoa lá bừng tỉnh sau những ngày tháng khô hạn, đúng không nào? Và lúc này thì bạn mây trắng cảm thấy như thế nào? Mây trắng rất xấu hổ và muốn xin lỗi mây đen. Những cánh đồng reo vui, những cỏ cây hoa lá bừng tỉnh, ríu rang nói cười như trong ngày hội. Tất cả đều cảm ơn đám mây đen, cảm ơn cơn mưa tốt bụng. Lúc bấy giờ, giải mây trắng mải chơi và kiêu kỳ, chợt thấy xấu hổ quá. Mình thật xấu tính và vô tích sự. Nó ân hận lắm. Nó chỉ muốn nói lời xin lỗi với đám mây đen, nhưng đã quá muộn rồi. Qua câu chuyện đám mây đen xấu xí, con thấy yêu quý bạn nào nhất? À, cô thấy rất nhiều bạn yêu quý bạn mây đen đấy. Vì sao chúng mình lại yêu quý bạn mây đen nhỉ? À đúng rồi, vì đám mây đen thật là tốt bụng. Mây đen đem mưa đến, tưới mát cho con người, cho hoa lá, cho ruộng đồng, đúng không nào? Các con hãy học đức tính tốt của bạn mây đen nhé. Các con hãy chăm chỉ làm việc, giúp đỡ mọi người, không nên kiêu ngạo, chế giễu người khác. Như thế mới là bé ngoan. Giờ văn học của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con trong bài học lần sau. Xin chào.